chào các bạn. Rất nhiều người thường hay gặp phải cái lỗi này khi sử dụng đồng hồ vạn năng, làm hư hỏng đồng hồ vạn năng. Như các bạn đang xem đây, mình có một cái đồng hồ của hãng Kiroshitsu của Nhật Bản. Đồng hồ đấy là của Nhật Bản, xịn, không phải đồng hồ lâu. Nhưng mà bây giờ mình bật nguồn lên, không lên, và đồng hồ không dùng được nữa. Mình kiểm tra thì nó bị hư hỏng. Đây, lỗi của chúng ta là khi dùng đồng hồ xong, chúng ta tắt nguồn, màn hình tắt. Rồi các bạn cất đồng hồ xong khi mang dùng ra lại hư hỏng. Nhất là đối với đồng hồ trong gia đình, mình rất ít dùng đồng hồ. Khi nào mình đo thông mạch, mất điện, mình kiểm tra còn điện áp hay không rồi mình mới dùng. Vì mình bị hư hỏng đồng hồ nên mình mới làm video này để các bạn biết, để mà phòng tránh. Dù đồng hồ có tốt bao nhiêu, nếu không biết điều này thì cũng hư hỏng đồng hồ. Đối với đồng hồ dùng trong gia đình, ít dùng, lâu lâu mới dùng một lần để đo thông mạch, đo điện áp, kiểm tra coi như mất điện rồi kiểm tra linh tinh. Thì khi dùng xong, các bạn tắt nguồn, xong các bạn mở nắp đồng hồ ra đằng sau. Đằng sau bao giờ cũng có nắp đồng hồ có vít đây, hoặc đồng hồ này cũng thế. Tắt nguồn, mở đằng sau, các bạn tháo pin ra. Đây, bây giờ mình tháo pin cho các bạn xem. Tắt nguồn rồi, pin mình không tháo ra, giờ pin nó bị dì dét này. Đấy, oxy hóa, khi oxy hóa nó sẽ chạm chập cái pin này, nó làm hư hỏng các mạch trong đồng hồ này. Các bạn thấy mạch đang còn mới thôi nhưng mà đồng hồ hư hỏng. Mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Mình tháo pin ra này để các bạn đo. Mình đo. Vậy chỉ là một cái đồng hồ như thế này mua là ngày xưa là mình mua hơn 1 triệu. Bây giờ đồng hồ mới là loại tốt là cũng là toàn 1,5 triệu với 3 đến 3 triệu. Giờ mình đo cái pin mình mới tháo nha. Đây, hai cặp pin này, hai cặp pin này mình mới tháo. Mình dùng đồng hồ mới thì mình đo. Đồng hồ này hỏng rồi thì mình mới mua thêm cái đồng hồ này sơ cua, nhưng rất tốt. Sau mình sẽ giới thiệu lại đồng hồ này, cực kỳ rẻ tiền mà chức năng rất là hay. Đấy, đồng hồ này là đo thông mạch, đo điện áp, đo điện trở, vẫn có chế độ tự động, không cần phải ấn hết. Giờ mình đo điện áp này, xem nó được bao nhiêu. Đấy, cái này nó đã bị hỏng luôn, là không còn điện áp, nó thành điện trở, nó hỏng luôn, nó gây ngắn mạch. Còn cái cục pin này xem nó được bao nhiêu. Đây, cục pin nó còn 0,4 V. Khi các bạn tắt nguồn rồi mà các bạn để pin trong đây, các bạn không tháo pin, nó bị oxy hóa các đầu pin, nó gây chạm chập, nó chảy, nhiều khi nó chảy nước pin ở đây, nó loang lổ, nó chạm chập. Hiện tại bây giờ là một cục pin bị chạm chập, nó thông mạch luôn, còn một cục pin còn 0,4 V. Và mình kiểm tra coi như các cái cầu chì xem nó còn hỏng hay không nhé. Đây, mình đo thông mạch trước này. Đấy, đèn báo đồng hồ nó là dễ lắm. Sau mình đo cái cầu chì này có tốt hay không. Đấy, các bạn xem cầu chì nó bị đứt này. Đấy, cầu chì bên này cũng đứt luôn. Mình đo cầu chì nó bị đứt. Rồi trong cái đồng hồ này có một cái cầu chì sơ cua đây, mình rút ra, mình kiểm tra cái cầu chì này xem nó còn tốt hay không, để mình thay. Rồi cầu chì nó thông, tốt. Và mình thay cái cầu chì này để xem nó còn hư hỏng cái gì nữa không. Mặc dù mình có thay cầu chì mới, thay cầu chì này nó vẫn hư hỏng, nó chạy loạn xạ. Vì vậy chúng ta khi dùng đồng hồ dùng xong, chúng ta nên tắt nguồn và tháo pin, cất đi, lắp lại đồng hồ. Dù có để 1 năm, 2 năm
hay 7-8 năm, 10 năm chăng nữa thì đồng hồ không bao giờ hỏng. Khi nào dùng ra chúng ta lại lắp pin mới vào, chúng ta dùng xong chúng ta tháo pin ra. Qua video này, các bạn cũng nên rút kinh nghiệm khi dùng đồng hồ, dùng xong tháo pin để nó cho nó được bền, khỏi phải mua đồng hồ mới. Cuối cùng, chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Chào các bạn.